Bài học số 3 là viên kim cương nó được hình thành từ carbon và đó cũng là hình thành của than đá. Vậy thì tại sao nó trở thành than đá và làm cách nào để từ cục than đá trở thành viên kim cương? Thì nó bao gồm 3 tính chất. Một là nhiệt độ, hai là áp suất và ba là thời gian. Ba cái tính chất này nó sẽ biến từ cục than đá trở thành viên kim cương. Vậy thì điều này nó dạy cho chúng ta bài học gì? Nếu chúng ta muốn trở thành viên than đá thì cũng không cần phải rèn luyện, cứ sống bình thường, mọi thứ nó đến rồi để nó đi, an nhiên, chả quan tâm gì hết. Đó là cách trở thành than đá. Còn muốn trở thành kim cương, mọi người có nghe câu là không có áp lực thì không có kim cương mà. Vậy thì ba cái tính chất này chính là ba cái điều kiện cần và đủ để chúng ta trở lên những con người thực sự có ích.